Chào mừng các bạn đến với kênh Game Giải Trí. Bây giờ mình sẽ quay thử hết 400 điểm mà chú tạm hiểm này. Để các bạn thấy được là ở bên sắp đầu thì tỷ lệ những game, những gót, những xu, những lá bài nó như thế nào nhá. Hiện tại bây giờ là ngày 34. Thông qua video này mình cũng muốn gửi đến các bạn một lời nhắn nhủ, đó là bạn nào chưa quay hết điểm xu tạm hiểm trong ngày hôm nay thì các bạn phải, mình phải nhấn mạnh từ phải nhá, các bạn phải quay hết. Vì nếu như các bạn để như vậy, sáng ngày mai nó sẽ reset về con số 0. Mình xin nhắc lại nhá, nếu như bạn nào vẫn còn điểm số tạm hiểm này ở trong nick của mình thì các bạn phải quên hết. Bởi vì nếu như các bạn để dành thì sáng tháng nó sẽ mất hết tất cả. Ok, bây giờ mình sẽ quay thử nhá các bạn. Nào, tạo ra tiếng nào. Ôi, tức tệ. Thứ hai, có vẻ như là người bản thân Trung Hoa cùng kia bo không cảm gì chúng ta. Mình thấy đang gót nhận được là có ít hơn ở sân phương Nam, gót rất ít đấy các bạn. Nhưng mà tỷ lệ là cùng si đa, cực kỳ si đa. Game không có, bài không có, đệt ba mà gót thì được 100-200 điểm. Đùa nhau à? Mình quay hiện 150 điểm nữa nhá. Được một game. Ăn mừng thôi, một game. Ôi như vậy được bài thuật ngang tay. Đây là một con bài khi cả bạn tiêu thường nó sẽ đủ thêm một con bài khác. Lúc này vừa được game thì phải. Mình không xem bao nhiêu nhưng được một game. Đúng là một game nha các bạn. Tại vì lúc này mình nhớ là mình có 350 game. Nhưng mà tỷ lệ là không cao hơn Việt Nam nha các bạn. Và thậm chí mình nghĩ là có thấp hơn nữa. Thấp hơn ở mức độ nhưng gót. Và đây là một vòng quay đặc biệt. Nhận được một con bài thương lửa. Tèn 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 tèn. Như vậy tỷ lệ cũng rất xí đa. Quả tì được 2 game. What the hell? What the phong? What the hell? Cái đệt. Ôi như vậy là quay được 400 xu tạm hiểm mà được 2 game. Như vậy là ở bên Trung Quốc kiếm có kiếm game nó còn vất vả hơn nhiều, rất nhiều thôi các bạn. Bây giờ cũng là cuối video, mình sẽ nhắn lại với các bạn rằng bạn nào chưa quay hết điểm xu tạm hiểm thì các bạn phải quay hôm nay nhá. Vì qua ngày mai ngày 1/5 thì tất cả xu tạm hiểm sẽ reset phải không? Ok, mình sẽ kết thúc video nhá. Cảm ơn tất cả các bạn xem. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nhé.